Dạ xin mến chào quý cô chú anh chị gần xa đang xem kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Dạ hôm nay thì vườn mai của bà ngoại có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống ghép gốc nhất liền cốt bên nhà vườn của ngoại cô chú anh chị ha. Em mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào giá cả hợp lý, cô chú anh chị mình ủng hộ cho nhà vườn của bà ngoại nha. Hôm nay bà ngoại thanh lý mức giá rẻ cô chú anh chị ha, chỉ từ 150.000 cây ha, 120.000, 150.000 là bà ngoại bao phí vận chuyển toàn quốc nha. Em mong cô chú anh chị mình xem được cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho bà ngoại nha. Còn lâu có thời gian nữa ha, em mời gặp lòng bà ngoại để bà ngoại chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi ngoại ơi. Thì hôm nay cũng xin chào cô chú và quý anh chị mình ở gần xa. Thì hôm nay nhà vườn cũng có lên một clip mai vàng Bến Tre và cũng có nhiều loại giống mới, vừa thuận tiện mình chơi Tết và vừa lấy bo, nó cũng thuận tiện nha cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương nhà vườn ủng hộ cho rất là mang ơn nhiều, thật nhiều nha. Rồi mình vô cái đầu tiên ngày hôm nay luôn ha, mã số 1M ha. Rồi một cái thọ hương nha cô chú anh chị. Cái này có bông trên cây luôn nè. Đảm bảo chuẩn giống cho cô chú anh chị mình ha. Nút nụ thì ngon lành. Hàng ghép 3 mùa nha cô chú anh chị. Hàng có củ nè, nguyên củ luôn nè ha. Rồi, ngoài cho con xin thông số ngoài. Mã 1M nha cô chú anh chị. Cây này hoành được 8. Rồi. Chiều cao là được 56. Tán ngang là được 60. Rồi. Thì cây này của chú và quý anh chị mình xem qua nhờ thương nhà vườn mở ủng hộ cho cây này là 150 thôi, coi như là giảm giá nhiều rồi nhắn cô chú và quý anh chị mình. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 2M ha. 2M là một cây cúc 150 cánh cô chú anh chị ha. Cái đế này cô chú anh chị sau này ha, mấy cục này ha, mấy cái rễ này nè, nó uống nó lượn lên, nó nổi lên cục cục rất là đẹp nha. Hàng thì cũng có nút nụ để mà mình chơi Tết nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn nha ngoài. Đó, hàng đế quái ha, hàng tương lai nha cô chú anh chị. Cây này hoành được 5. Rồi. Chiều cao là được 51. Rồi. Tán ngang là được 50. Tán ngang là được 49. Rồi. Thì cây này cô chú và quý anh chị mình nhìn cái bộ gốc này là ít có lắm nha cô chú và quý anh chị mình. Được một cây này rất đẹp. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này là 101 thôi, giảm giá rất nhiều nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 3M ha. 3M là một cây giảo siêu nụ cô chú anh chị ha. Nụ cực kỳ nhiều nha cô chú anh chị nha. Nè, lên nụ rồi ha. Đê bính luôn cô chú anh chị ha, 6 múi bính nha. Nè, 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6 múi bính nha cô chú anh chị, rất là đẹp ha. Liền cốt, thông số luôn rồi. Cây này quanh được 7,5. Rồi. Chiều cao là được 51. Tán ngang là được 42. Rồi. Thì cây này của chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này là 120 thôi, là một cây xứng đáng đó cô chú và quý anh chị mình. Rồi mình đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 4M ha. 4M là một cây giảo đa phúc nha cô chú anh chị. Rồi một cây giảo đa phúc. Đế rất là quái luôn cô chú anh chị ha. Nó cực kỳ quái luôn. Rồi nhưng bạch tuộc luôn ha. Thông số luôn ngoại ơi, hàng liền cốt nha cô chú anh chị mình. Ghép 3 năm ha. Cái này hoành được 5,5. Rồi. Chiều cao là được 49. Rồi. Tán ngang là được 51. Rồi. Cái này mình giao lưu như ngoại. Thì cây này cô chú và quý anh chị mình cũng thấy cái bộ đế nó rất là ngon hen. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn cái này là 150 thôi, coi như dễ mua lắm cô chú và quý anh chị mình. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 5M nha cô chú anh chị. Rồi 5M là một cây cúc Tây Thi nha cô chú anh chị. Cây nó có tên trên cái bầu của cô chú anh chị ha, nên nhìn vô cái biết tên giống liền cô chú anh chị ha. Rồi. Đế lượng rất là đẹp nha cô chú anh chị ha, nhưng gồng uống mình ha, cái này hàng liền cốt. Rồi ngoài đông số một con em ngoài. Cái này hoành được 7. Rồi hoành được 7 nha. Chiều cao là được 54. Rồi. Tán ngang là được 56. Rồi. Rồi cái này mình giao lưu như ngoài. Thì cây này cô chú và quý anh chị mình cũng nhìn cái bộ đế này cũng ít có nha cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này là 150 thôi, coi như hôm nay bán dễ mua lắm á cô chú và quý anh chị mình.
Rồi, đỡ cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 6M nha cô chú anh chị. Là một cây thọ hương nữa ha. Thọ hương hàng liền cốt quá đẹp luôn cô chú anh chị. Cụ đế có luôn nha. Bí nha cô chú anh chị ha. Cái bí 3 múi ha. 3 múi nè, 1 nè, 2 nè. 3 múi bí ha. Ôm sát cái thân luôn cô chú anh chị ha. Hàng thì có nút nụ nè. Hàng cho Tết ok nha. Đó, nụ ngon lành luôn. Rồi thông số luôn mọi ơi. Liền cốt như cây ghim này cô chú anh chị. Cây này hoành được 8. Rồi. Chiều cao là được 61. Tán ngang là được 59. Rồi. Thì cây này cái bộ đế thì cũng đẹp nha cô chú và quý anh chị mình. Cái tàn cũng là rất ngon. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình mà thương ủng hộ cho cái này là 150 thôi. Rồi, đợi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 7M nha cô chú anh chị. 7M là một cây giảo Tuấn Ngọc ha. Giảo Tuấn Ngọc bông to lắm cô chú anh chị. Bông cũng đẹp lắm ha. Đế cũng quái thú lượng lượng rất là đẹp nha. Rồi, ngoài đó không số một con nha mày. Cây này hoành được 7,5. Rồi. Chiều cao là được 56. Rồi. Tán ngang 56 luôn. Rồi. Thì cây nó tròn cây thật đẹp nha cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này là 150 thôi. Coi như hiện giờ mua là nó rất rẻ cô chú và quý anh chị mình. Chứ để gần Tết là nó phải mắc hơn. Rồi, đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 8M ha. 8M là một cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Siêu bông Sài Gòn. Cái này ghép gồng 4 lượng luôn cô chú anh chị ha. Này hàng thanh lý nha cô chú anh chị mới có giá này ha. Chứ còn ít nên là vừa mùa mãi thanh lý ha. Mới có giá này chứ không cũng không có giá này đâu. Rồi thông số luôn mà ơi. Cây này hoành được 6,5. Rồi. Chiều cao là được 44. Tán ngang là được 45. Rồi. Thì cây này cái con rồng nó lượn lên rất là đẹp hết cô chú và quý anh chị mình. Thì chăm sóc được vậy cũng là mừng lắm. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn. Cây này là 150 thôi. Là coi như xứng đáng cái cây lắm á cô chú và quý anh chị mình. Rồi, đợi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 9M nha cô chú anh chị. 9M là một cây cúc thọ hương ha. Cây này liền cốt một cái tàn khủng khiếp, cái tàn bự luôn cô chú anh chị. Cây này vô chậu 3 ha. Chậu 3 ha, chậu 2,5 cô chú anh chị. Chậu 2,5 cũng hơi nhỏ nó. Cây này vô chậu 3 là ngon lành. Ngon lành luôn ha. Cây đang nằm trong thùng C8, C9, C8 nha cô chú anh chị. Hàng liền cốt như cây ginh luôn rồi cô chú anh chị ha. Cái gốc bự bằng tay tỏ em luôn cô chú anh chị nè. Bự bằng tay tỏ em luôn nha. Rồi thông số luôn mọi ơi. Cây này quanh được 7. Rồi. Chiều cao là được 57. Tán ngang là được 65. Rồi. Thì cây này cô chú và quý anh chị mình lấy bo rất nhiều á nha cô chú và quý anh chị mình. Là cái tàn Tết nó cũng rất là đẹp. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương nhà vườn ủng hộ cho cây này là 107. Rồi, thổi cây luôn ha. Ừ. Rồi, tiếp theo cây mã số 10M nha cô chú anh chị. Thì cũng cây này cũng là cây cuối clip mà bà ngoại giao lưu với cô chú anh chị mình ngày hôm nay ha. Thì mã số 10M này là một cây giảo Bến Tre nha cô chú anh chị. Ồ, cái đế quái nè cô chú anh chị ha. Rồi, nó bích cái miệng chậu 7 luôn, C7 luôn cô chú anh chị ha. Đó, thùng C7, bích thùng C7 luôn, nụ ngon lành, hàng nụ sáng. Bao chơi Tết nha. Rồi, thông số luôn mọi ơi. Cây này quanh được 7. Rồi. Chiều cao là được 58. Rồi. Tán ngang là được 43. Rồi. Thì cái này cô chú và quý anh chị mình nhìn cái cây này, cái bộ đế cây này là đẹp nhất nha cô chú và quý anh chị mình. Vừa cái dáng nó lên rất là kiểu mẫu. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thấy cây vừa ý mà thương ủng hộ giùm rất là mang ơn nhiều. Thì cây này là có 150 thôi nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi cây này cuối clip luôn ha, ngoại chào hết giùm con ngoài. Thì cái này cũng là cây cuối clip. Thì cũng xin chúc cho cô chú và quý anh chị mình được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý mà ngăn phát tài nha. Thì sau đó cũng chúc cho cô chú và quý anh chị mình được tràn đầy hạnh phúc nha.
Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như bà ngoại cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.